Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều Chủ nhật Bắc Mỹ Mountain Time. Cuộc sống thì vẫn vậy thôi. Nói chung thì hôm nay Lợi Minh sẽ chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề cờ. Cờ ở bên Mỹ như thế nào? Các anh chị các bạn biết Mỹ này nó có rất là nhiều cờ. Cờ, vô số cờ. Cờ tiểu bang, cờ liên bang, đó là hai lá cờ chính của nước Mỹ. Nó có 50 tiểu bang và mỗi tiểu bang nó có một lá cờ riêng. Và ngoài ra Mỹ nó có những cái thuộc địa của nó, anh chị các bạn. Những cái thuộc địa về cờ của nó nữa. Cờ nói chung là ngay cả những cái chợ, nhà hàng hay là những công ty, họ cũng có những lá cờ riêng của họ nữa. Cờ nó muốn, bên Mỹ này nó cờ, nó tại vì nó là một cái hiệp chủng quốc mà. Cho nên cờ, còn cờ mà của một quốc gia, trên một quốc gia nó khác. Anh chị các bạn nên nhớ cờ của Việt Nam mình là một quốc gia. Thì Việt Nam mình treo ở những cái nơi nào nó mang tính cách đại diện của quốc gia hay là nó đại diện của một tinh thần dân tộc. Giống như Lợi Minh là một người Việt Nam, Lợi Minh treo cờ đỏ sao vàng ở những cái nơi mà mình cảm thấy đó là cái lý tưởng và cái chân lý của dân tộc và tổ quốc của mình treo. Nó không có phạm pháp hay phạm luật gì cả mà không có ai có quyền cấm cả. Và bên này nó có những cái cộng đồng. Những cộng đồng thì như cái tôi nói cộng đồng của những thành phần chống cộng, họ có cái cờ của họ, đó là cái quyền của họ trong cái cộng đồng của họ. Và mình không thể nào mang cái cờ tổ quốc của mình, và mình bởi vì mình với họ có sự trái chiều với nhau, họ là những thành phần cực đoan, thì mình không mang cờ của mình đến cộng đồng họ để là mình khiêu khích. Cái đó nó gọi là phạm luật, tại vì mình đến đó mình khiêu khích, mình quấy nhiễu họ. Còn cờ của mình, tôi nói ngoài như những cái nơi cộng đồng như này, những cái nơi công cộng như thế này, các bạn thấy thì khi Lợi Minh đi mình chơi hay là mình những cái nơi mình du hí, mình đi chơi, mình đi đây đi đó, thì mình có thể treo cờ của tổ quốc của mình. Mình có thể giương cờ tổ quốc của mình lên để thể hiện mình là một người công dân của nước Cộng hòa xã hội của chủ nghĩa Việt Nam. Nó không có cái gì sai cả. Mà tự nhiên tôi các bạn thấy nhiều khi những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, ô thằng Lợi Minh có dám vô cộng đồng Việt Nam treo cờ không? Cái đó là một cái sự ngu xuẩn, nó thách thức mình. Mình vô đó, anh chị các bạn biết mình sẽ dính bẫy nó, mình sẽ bị phạm luật. Và mình bởi vì mình vô trong cộng đồng của nó, mình đem cờ tổ quốc của mình đối nghịch với nó, thì mình khiêu khích nó, thì mình sẽ thua nó. Cho nên các bạn hãy cẩn thận, mình không bao giờ sụp bẫy. Cho nên cờ tổ quốc của mình lúc nào cũng vậy, được bay, mình có quyền bay ở như tôi nói, như một cái nơi cộng đồng như thế này, tôi có thể giăng cờ bay, chẳng có gì sai cả, chẳng có ai làm gì tôi cả. Tôi nói bây giờ mấy thằng chống cộng bây giờ nó lại, nó cũng không có thể nào mà nó quấy nhiễu tôi hay là nó làm phiền tôi, không cho tôi treo cờ, không cho tôi làm cái này cái nọ, tại vì đây là một cái quyền, cái sự tự do của một cái nơi công cộng mà tôi thể cái tinh thần dân tộc của tôi, nó không có cái gì mà gọi là sai cả, không có cái gì nó gọi là nghịch lý cả, anh chị em các bạn thấy. Cho nên mình cẩn thận những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, tụi bạn thấy tụi nó rất là mất dạy, nó rất là xảo trá. Nhiều khi nói ô thằng Lợi Minh không dám treo cờ vô trong khu người Việt ở, cái đó cái khu của mấy anh, nhà của mấy anh, tôi đâu có thể nào tôi đến đó để tôi khiêu khích mấy anh được. Tôi đâu có ngu gì tôi đến đó tôi khiêu khích mấy anh. Tôi khiêu khích mấy anh là tôi đã phạm luật trước rồi. Cho nên các bạn thấy khi mà tụi chống cộng cực đoan nó khiêu khích, tụi nó đến nó khiêu khích Lợi Minh không bao giờ khiêu khích tụi nó. Nó chụp mũ nó nói rằng Lợi Minh khiêu khích tụi nó, không bao giờ có vụ đó. Tại vì mình đấu tranh chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, mình nói lên những cái tiếng nói trung thực của mình để vạch mặt những sự xảo trá của tụi nó. Mình không có đi vào nơi của tụi nó, mình khiêu khích tụi nó, tụi nó tự động nó lại mình, nó khiêu khích. Thì cái đó các bạn thấy cái lỗi của nó. Cho nên lúc đầu nó làm hùng làm hổ, các bạn thấy nó dọa người này, lúc trước nó dọa người kia, nó nghĩ rằng nó giống như là thiên hạ, là không ai dám làm gì hết, là không, mình không được mang cờ tổ quốc của mình đi ngoài công cộng được. Ra đó là nó đập tôi, nói ông nội cha nó bây giờ nó cũng dám giật cờ tổ quốc. Bây giờ tôi nói nó mà giật lá cờ tôi, cái tôi nằm dạ xuống là chết cha nó rồi. Tôi nói anh chị các bạn biết nó chết cha rồi. Nó bây giờ cái hồ sơ của tụi nó lúc trước nó đã nằm trong cái văn phòng của FBI rồi. Mấy thằng FBI nó dặn tôi là hãy có gì thì mình gọi nó sẽ mở hồ sơ lại thôi.
Đấy. Cho nên các bạn thấy mình ở cái đất nước của người ta. Hello, xin lỗi là mình bấm lộn cái nút cho nên nó gớt mạng. Thì các bạn thấy mình nói về vấn đề cờ đấy anh chị, các bạn thấy mình hãnh diện tổ quốc của mình. Mình đi đâu mình cảm thấy cái niềm vui là con người Việt Nam, thì mình dương cờ của tổ quốc mình lên. Tôi nói không có gì phải sợ cả, Mỹ nó đâu có cấm. Mỹ và Việt Nam là hai quốc gia có phái bộ ngoại giao rất là rõ ràng, đâu có gì sai. Các bạn thấy bởi vì nhiều thành phần chống cộng, ô tao đố thằng Lợi Minh hay tụi bay dám cầm cờ vô cộng đồng của người Việt, nơi người Việt thằng nào dám cá 10.000 đô thế này nọ. Tôi nói chuyện các bạn, cái đó là một cái sự ngu xuẩn, một cái sự khiêu khích ngu xuẩn. Một người mà ở Mỹ biết luật không bao giờ ai đi làm mấy chuyện đó. Cũng như các bạn thấy như cái khu cộng đồng của người Do Thái họ sống gì đó, mà mình cầm lá cờ của phát xít Đức vào trong đó thì mình sẽ bị người ta sẽ kiện tụng mình. Ta nói rằng mình đến đó mình khiêu khích người ta, mình khiêu khích người ta thì làm tổn thương đến người ta thì là mình thua rồi. Còn ở ngoài cộng đồng, ngoài nơi công cộng, anh làm gì anh làm kệ anh. Anh không có làm gì mà tổn thương thứ hai. Nếu mà cái số đông của những người mà ở ngoài cộng đồng, mà nơi mà người ta tham gia ngoài cái cộng đồng, ví dụ tôi nói như mà một cái cộng đồng public, một cái parking gì đó, một cái nơi công viên gì đó, thì mình ra đó mình chơi, mình đi ra trước mình cầm cờ của mình chơi đó, là mình thể hiện cái tinh thần dân tộc của mình. Còn mấy thằng kia tự nhiên nó kéo tới nó đội nẻ đó thì nó đâu có quyền, tại vì mình là người đến trước thì mình được cầm cờ trước. Cái vấn đề cộng đồng ở bên Mỹ nó là như vậy thôi. Chứ tôi nói chị các bạn đừng có lên trên mạng này, đừng có để sụp bẫy mấy thằng chống cộng cực đoan ô hợp. Tụi nó là cái lũ côn đồ và mất dạy. Tụi nó rất là cay cú khi thấy anh chị em các bạn là những người yêu nước mà sống ở trên đất Mỹ này mà đứng lên vạch mặt tụi nó. Tụi nó rất là cay cú, tụi nó rất là sợ hãi. Nó sợ những tiếng nói của anh chị em các bạn. Bởi vì mình đang nói lên sự thật. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em các bạn, những người sống ở ngoài, mạnh dạn đứng lên. Đứng lên. Mình vạch mặt cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp, bảo vệ sự bình yên của đất nước, cùng nhau xây dựng đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng. Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Tuyệt vời anh chị em các bạn ấy, không có gì tuyệt vời anh chị em. Mỗi lần thấy cờ tổ quốc bay là mình cảm thấy rất là phấn khởi, rất là phấn khởi, rất là tự hào. Không có gì bằng niềm tự hào vô cùng. Thôi thì ở quê nhà Lê Minh chúc anh chị em các bạn một ngày mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Nơi xứ người, Lê Minh kêu gọi anh chị em các bạn là những người yêu nước, hãy đứng lên vạch mặt cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp. Cái đám khốn nạn này cần phải đẩy lùi tụi nó ra phía sau, đồng một lòng với nhau, góp tiếng nói của mình để cho những người mà người ta chưa hiểu rõ được những bộ mặt thật, những sự xảo trá của cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp, bảo vệ cái sự bình yên của mình, cái đất nước của mình, để đất nước mình ngày một xây dựng phú cường và thịnh vượng. Và sẽ có một ngày gần đây cờ tổ quốc sẽ bay ngập trên khắp cả nước Mỹ. Nơi nào có người Việt, nơi nào có những người con yêu nước chân chính, là cờ của tổ quốc, ngọn cờ đỏ sao vàng sẽ bay phất phới, là một ngọn cờ đại diện cho hơn 90 triệu dân Việt Nam. Chúng ta phải cùng nhau đứng lên anh chị em các bạn. Không có gì phải sợ cả, không có gì phải sợ hết. Luật pháp ở Mỹ này nó có cái luật pháp của nó. Mình làm đúng và sống đúng theo luật pháp, không có sợ thằng nào, con nào hết. Nó chơi tới đâu mình chơi tới đó. Các bạn, anh chị em các bạn mà sợ hãi, mà gục rè, mà chết nhát, nó sẽ ăn hiếp các bạn. Hôm nay tôi nhận được một cái điện thoại của một người bạn. Tôi nói anh chị các bạn cái này, phải nói là tôi không muốn nói tên rồi. Người này mới mất đây vài ngày.
các bạn biết họ sống ảo tưởng, bán hết tài sản của cải, qua Mỹ được khoảng 6 tháng đi làm chung hãng, làm chung cái hãng này, hãng thịt bò. Các bạn biết buồn quá, buồn quá, thôi bắt bạn chứ bên Việt Nam thấy mấy thằng người này người kia nói nước Mỹ giống như thiên đàng, bỏ hết qua Mỹ, buồn tới nỗi các bạn biết buồn mà bị stress đó, căng thẳng chết tội ghê không? Cho nên mình cần phải nói lên những cái sự thật về cuộc sống xã hội nước Mỹ này ngày hôm nay, nó không phải giống như cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp nó tuyên truyền xảo trá đâu anh chị em các bạn. Đừng để những người mà người ta không nắm bắt rõ được thông tin, người ta đi vào những cái bánh xe đổ về tội nghiệp. Tôi đang nghe mà tôi nói anh chị các bạn, thiệt tình phải nói là rất là đáng tiếc. Thôi thì là mình chia sẻ anh chị các bạn tới đây, và chúc anh chị các bạn một ngày mới an khang thịnh vượng nha. Lá cờ đẹp quá hả các bạn ha, bây giờ mình giọt. Các bạn biết rất là tự hào. Mình mới thay lá cờ mới. Lá cờ hổm để trong tàu lâu quá, cho nên nó bị lâu quá hổm, mình mới thay lá cờ mới. Lá cờ rất là đẹp, phất phới, không có bị dơ, để hổm mình để trong tàu lâu ngày đó. Tuyệt vời á. Cờ Tổ quốc không có cái gì mà hãnh diện khi lá cờ Tổ quốc tung bay khắp mọi nơi và trong tâm hồn của mình. Anh chị các bạn thấy nó là niềm tự hào.
không có gì sung sướng nhìn thấy cờ Tổ quốc bay. Lê Minh xin chào anh chị các bạn nha. Bye 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 bye.